làm nhà. Cô sao đó, tôi có què mặt gì đâu mà nhờ cô mở cửa. Cô vậy không mà ơi, vô tiệm thuốc không mua thuốc lẽ mua vàng hả? Không mua, lẹ. Trời ơi, trời đang nóng nha. Rồi bây giờ anh mua thuốc gì? Cô lấy cho tôi cái thuốc gì mà bổ sung canxi với phòng ngừa chuột rút cho phụ nữ có thai á. Ok, vậy giờ em có những cái loại này. Đây. Hả? Cái này nó cũng ok cho giá tốt nữa, nó nhỏ nào. Hả? Mày hả? Mày cũng vậy luôn. Đâu phải mấy loại mà vợ tôi xài đâu. Thôi, không ok đâu. Hả? Ở đây em thuốc nào cũng tốt hết trơn, mà anh có nói thông tin cụ thể lên em mới tư vấn cho anh được. Cái loại mà người ta hay xài đó là sao vậy? Cái loại gì mà cam cam gì rồi cái hộp đó màu cam cam. Hả? Rồi có hình hai người chạy bộ đó. Đây cái nét bờ cam này đúng không? Đây không phải là thực phẩm chức năng, đó là thuốc bổ sung canxi cho bà bầu mà còn giúp phòng ngừa loãng xương, rất là ghê. Hả? Rồi vậy đúng rồi nè, đúng loại này nè, vợ tôi hay xài loại này nè, ok lắm á. Rồi, gói lại tôi đi, lấy 10 hộp nha. Ủa, anh mua chi nhiều dữ rồi anh. Thấy mà tao tức quá. Ủa, sao á, cứ vậy hoài à. Sao vậy? Tôi mua kệ tôi đi, trời ơi, tôi mua cho vợ tôi, cho cha mẹ ông bà tôi, người già cũng phải phòng ngừa loãng xương chứ. Ôi, còn trong nơi nàng cấm, nóng quá trời rồi nè. Trong nhà anh nói yếu ghê luôn á. Sao? Mà được. Anh đồng đều ghê luôn á, anh bị đánh xương luôn vậy. À, cô đừng có vậy nha, đừng có khẩu nghiệp nha. Em giỡn xíu thôi, ok vậy thôi để em kêu nhân viên của em đóng gói rồi ship về cho anh nha. Trời ơi, tôi đang gấp, trời ơi, tôi có xe mà, đưa lại cho tôi là được rồi. Cho lại em đinh ra ngoài cho anh luôn, chứ em sợ anh yếu xương, đinh khó nữa. Không có vậy đâu mà sao vậy ta, nhân viên này sao vậy ta. Trời ơi, khổ nghiệp quá trời vậy nè. Dạ. Cảm ơn anh nhiều nha, Phan. Chỉ không à. Trời trời, chưa nắng gì mà gặp cái nhà nội mà cha trưởng vậy thì mua với cái đầu luôn á. Chá nước. 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 Chá